Xin chào tất cả các bạn, mình là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Số điện thoại là 0987829002. Mình sinh năm 1983. Và thưa với các bạn là hôm nay mình giới thiệu với các bạn một số mặt hàng trồng thuần tại vườn và một số hàng rời vẫn như mọi ngày. Hàng rời thì của mình về là thường xuyên, để các bạn nhìn thấy rất là nhiều. Đấy, như phi điệp tím 13 thân. Hàng này ra hoa thì quả quả là rất đẹp. Mọi người, đây là đồng chí, có một đồng chí này, đồng chí trồng ở nhà cũng được 2-3 năm rồi. Khi mà đồng chí được khuôn nhà chỉ có 105 mét vuông thôi các bạn ạ. Nhưng mà cái vườn của bạn ấy là quá chật nên là nhờ mình có bán đi cho. Đấy, phi điệp tím, hoa rất là đẹp. Đây cả giò này nữa. Giò này ngày trước là nguyên bản. Nó là đồng chí mang về, đồng chí treo đây, các bạn nhìn thấy chặt nguyên khúc gỗ ở rừng về. Mới đầu đồng chí thích quá, càng thích gọi là nghiện lan, càng mỗi ngày thêm một tí, mỗi ngày thêm một tí, đến lúc thì chật kín cả vườn, cây cứ rớt rớt, nhưng thực ra cũng rất là khỏe bởi vì của đồng chí vườn nó ẩm nên là thân cũng khá là rớt cây, nhưng mà được cái là khỏe. Vì cái phi điệp tím này thường thường là ưa nắng 100% thì cây nó sẽ cứng cáp và mập. Và giới thiệu các bạn một số mặt hàng cân, hàng kg. Hàng ngày mình vẫn về nhé các bạn nhé. Long tu Lào. Đây là long tu Lào. Độ dài từ khoảng 20 phân trở lên các bạn ạ. Rất nhiều mắt hoa. Và đảm bảo với các bạn là 100% là không gãy dập thân tơ. Đấy, như các bạn đã nhìn thấy. Giá của một cân long tu Lào của mình là 200.000 đồng các bạn nhé. Hạc vĩ Bắc, hạc vĩ tại rừng Lai Châu. Đây, như các bạn nhìn thấy đây. Đấy. Đấy. Hạc vĩ Bắc là 250.000 đồng một kg. Phi điệp tím là 1.100.000 đồng một kg. Dề kiều tua, kiều môi tơ. Xin lỗi các bạn, đây là kiều môi tơ, hay còn gọi tắt là môi tơ đấy các bạn ạ. Mình mới trồng thôi, như thế này. Đây các bạn nhìn đấy, rất nhiều thân. Trồng lên cái chậu giá thể đó là dớn. Cái này cũng rất là hợp với các loại phong lan. Như này mình bán chỉ có 200.000 đồng các bạn nhé. 200.000 đồng cho một kiều, một giỏ môi tơ. Và đây là sơn thủy tiên. Dề này được khoảng 3 cân các bạn ạ. Như quả chuối tây luôn, rất là đẹp. Dề này mình bán là 800.000 đồng các bạn nhé. 800.000 đồng cho dề sơn thủy tiên này. Các bạn đừng nhầm với hoàng lạp nhé. Sơn thủy tiên là sơn thủy tiên mà hoàng lạp là hoàng lạp. Trên mình chỉ có sơn thủy tiên thôi các bạn nhé. Thứ nhất là cái chồi đầu tiên này, cái lá nó cũng khác với hoàng lạp. Cái gốc này cũng khác luôn các bạn ạ. Đấy. Hoa thì khỏi phải nói rồi. Hoa của sơn thủy tiên đó là cánh nhựa. Mặt của Lai Châu thì mường tè Lai Châu nhé các bạn nhé. Đây là mường tè Lai Châu. Có mặt bông màu họng màu đỏ, màu đen, màu nâu, màu vàng. Màu vàng chỉ trong khoảng 10%, còn lại là các mặt màu đỏ và màu nâu. Đấy, như các bạn đã nhìn đấy. Màu đen thì phải nói là các bạn thực sự là rất phải may mắn, cực may mắn thì mới với được họng đen. Mình trong vườn nhà mình cũng có được một vài giò rất là đẹp, đặc sắc, đặc trưng của cái loại này. Đấy, dề này là 800.000 đồng thôi các bạn nhé, khoảng 3 cân. Và đây là một chậu sơn thủy tiên. Mình biết các bạn có rất nhiều bạn là không có thời gian để ghép để trồng, thì mình ghép sẵn các bạn. Như dề này là 1 cân 2. Đấy, 1 cân 2 thì mình bán với giá chỉ có 300.000 đồng thôi. Đấy, mới ghép các bạn nhé. Chỉ có 300.000 đồng thôi. Để cho các bạn nào mà không muốn ghép hoặc là ngại ghép thì mình ghép luôn cho các bạn. Giá thể rất nhẹ. Dớn này vận chuyển đi cho các bạn thì cũng không đáng là bao nhiêu tiền cước so với một cân không. Chỉ có 300.000 đồng. Và đây là dề sơn thủy tiên. Tiếp tục là dề sơn thủy tiên này là 4 kg. Củ rất là to, rất là khủng. Như là chuối tây. Như các bạn nhìn thấy. Giá là 1.200.000 đồng. Hoàng thảo ngũ tinh các bạn nhé. Đây là hoàng thảo ngũ tinh.
hay còn gọi là u lồi. Đây, hàng này mình đảm bảo với các bạn là không gãy dập thân tơ. Đấy, giá là 250.000 đồng 1 kg. Đấy, như các bạn nhìn thấy, có cả thân ngắn thân dài, phi điệp vàng. Loại này trồng thì vô đối rồi, thân thì có mùi thơm thơm. Đợt này cây rất đẹp, ngắn cây, các bạn mua 1 cân thì rất dôi cây, 150.000 đồng 1 kg thôi các bạn. Đấy, như các bạn nhìn thấy. Và đây là sơn thủy tiên, hàng kg. Đây như các bạn, đây là sơn thủy tiên kg, cắt tỉa gọn gàng, rất là đẹp. Đấy, củ rất là to. Giá là 250.000 đồng 1 kg. Và đây là dề kèn. Dề kèn, hàng của rừng Lai Châu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 thân tơ và có 1 ki. Dề này có cả thân ngắn, thân dài, thân nọ bù thân kia. Mình giao bán với giá là 1.700.000 đồng các bạn nhé, 1.700.000 đồng. Đấy, như các bạn đã nhìn thấy, rất là đẹp, mập. Đây là dạng như nguyên bản rồi, mặc dù trồng chỉ có 9 tháng thôi các bạn, 100% là không phân bón, phân thuốc gì cả. Các bạn về chỉ việc ươm và chăm sóc thôi. Đấy, như các bạn nhìn thấy, rất là khỏe. Phi điệp tím. Đây là dê phi điệp tím. Đấy, như các bạn nhìn thấy, cũng khá là ok. Mặc dù là bị hơi khô một chút vì nó đang xuống lá. Gồm có 2, 3, 4, 5, 6. 6 thân tơ các bạn nhé. Và một vài cái cây bé bé. Nguyên si cây già. Giá là 1.200.000 đồng. Rất hợp lý cho các bạn. Các bạn về chỉ cần nhấc ra hoặc đập chậu đi và cho vào một cây gỗ lũa hoặc là ghép vào cái gì đấy, tùy các bạn. Rất là khỏe. 1.200.000 đồng. Hai khóm trầm. Hai khóm trầm đây nhá các bạn nhé. Giá chỉ có 600.000 đồng cho hai khóm trầm này. Khóm trên là 300, khóm dưới cũng là 300. Tùy các bạn. Rất là hợp lý cho anh em là sưu tầm. Đây là giò phi điệp tím. 13 thân tơ các bạn nhé. 13 thân tơ này bán với giá là 2.500.000 đồng. Nếu anh em nào có nhã ý thì cứ alo số điện thoại trực tiếp và trao đổi. Các bạn chuyển khoản cho mình thì giá chỉ có 2.200.000 đồng thôi. Các bạn chuyển khoản trước, đây là ưu tiên. Mình sẽ gửi xe cho các bạn hoặc chuyển phát qua bưu điện. Theo mình nghĩ thì nên chuyển xe là tốt nhất, vì đấy là cái bước đường nhanh nhất và gọn nhất cho các bạn, nếu các bạn thuận tiện để có thể nhận được hàng qua xe. Và đây là cũng là phi điệp tím. Cũng 13 thân tơ, dài như thế này. Có, ngắn có. Nguyên bản các bạn nhé. Đây là hàng nguyên bản, chặt nguyên một khúc, khúc cây luôn. Có cả cây con này các bạn này. Không biết cây con của cái gì. Nhưng vườn khá ẩm nên này. Trên thì cho dớn và phân dê. Khá là tốt. Nó hơi rớt cây là do nó thiếu nắng thôi các bạn ạ. Và các bạn về cứ phơi nắng trực tiếp cho nó rụng lá, phơi nắng nhé. Các bạn phơi nắng sớm là nó sẽ hỏng cây, lúc đấy lại trách mình bảo phơi nắng trực tiếp luôn. Anh em là không có kinh nghiệm thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình là 0987829002. Dề này mình cũng bán giá là 2.500.000 đồng cho dề phi điệp tím. Và đây là toàn bộ khung cảnh hàng cân và một số hàng giò. Và đặc biệt hơn nữa, trong vườn của mình một dề sơn, một chậu sơn thủy tiên trồng thuần, năm nay năm thứ 3. Thì các bạn là rất là đẹp. Quá là đẹp luôn cho dề sơn thủy tiên như thế này. Thực sự là đến mùa hoa thì rực rỡ. Chậu này thì có cả họng đỏ, họng màu nâu. Họng màu vàng thì hầu như là cũng có một vài cây màu vàng. Ra hoa đồng loạt. Các bạn muốn xem thì các bạn muốn xem mặt hoa này thì các bạn có thể vào số điện thoại của mình và in trên Facebook hoặc Zalo, hoặc có thể gọi điện cho mình sẽ gửi
ảnh qua địa chỉ Gmail của các bạn. Chậu sơn thủy tiên này mình bán với giá là 3 triệu 500 nghìn đồng các bạn nhé. Giá chỉ có 3 triệu 500 nghìn đồng thôi, rất là hợp lý cho anh em sưu tầm. Trồng thuần 3 năm, củ rất là to, khỏe, rất nhiều thân tơ. Đấy, như các bạn nhìn thấy. Đấy, rất là khỏe. Hoa thì nói chung là vô đối rồi. Sơn thủy tiên thì mùi thơm quyến rũ, màu sắc thì bắt mắt. Giá thể của mình là trồng dớn. Khi các bạn trồng dớn thì các bạn nên dốc những cái sợi dớn nó thẳng đứng xuống, thì khi nước nó ngấm vào thì nó sẽ không bị giữ lâu, cây sẽ phát triển tốt hơn là các bạn để dớn ngang. Nếu các bạn để dớn ngang thì nước sẽ đọng rất là nhiều, mà hầu như là đấy là cái tỷ lệ mà bị nấm bệnh sẽ phát sinh ra từ ở đó khá là nhiều, nên các bạn nên để ý. Anh em là có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình là 0987 829002. Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Vâng, rất cảm ơn các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã thường xuyên theo dõi clip của mình. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và sưu tầm được nhiều giò lan đẹp, nhiều loài lan đẹp quý hiếm. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.